Dạ, con xin được mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Thì hôm nay con cũng mời quý chú mình tiếp tục ghé lại vườn của anh Bình để giao lưu một lô cây mới. Đặc biệt hôm nay thì cây thì già cổ và đặc có mấy cái chum nè, mấy cái chum cũng cổ luôn ha. Chum cổ đẹp để cho quý chú mình sưu tầm mình chơi vừa cây vừa đồ gỗ luôn ha, vừa đồ gốm luôn nha. Thì con mời quý chú gặp anh Bình để anh giao lưu. Rồi, em mến chào tất cả các bà con đang xem kênh này, cũng giao lưu với con một số đồ gốm nha. Bữa nay em có một cặp bình hút lọc nha bà con. Dạ. Với một cái chậu ha. À, dòng cây bonsai thì có chiếu thủy, kim quýt ở Linh Sam. Thì những cái mặt hàng này em đa phần bán thường xuyên nha. Ở dạ. Bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0939442212. Này có nguyệt quế nha bà con xem trái nha. Có cây ổ tàu cũng khá to đúng không? Dạ, ổ tàu này nó đeo em suốt ha, nó trung dạ. thành. Bữa nay mã chữ F nha bà con. Mã chữ F hôm nay là một cái chậu nha. Này cây em sẽ bán giá mềm cho bà con mình dễ mua nha. Ở một F là một cái chữ tàu này lục giác nha, rất đẹp luôn. Cái này thì nó hàng cũ thôi chứ không phải là hàng xưa nha. Hàng qua sử dụng thôi nha bà con. À, không phải hàng xưa. Thì bà con mình lưu ý giùm em nha, có sai em báo vậy nha. Đó, rồi em rõ thông số nha. Cao này là khoảng 20. Đó. Ở phủ bì đó là 50 52, lọt lòng đó là 40 45. Cái này là bát giác anh mình ơi. Bát giác luôn hả? Bát giác. À, bát giác luôn. Bát giác chứ không phải lục giác. Này to nha cô chú. To rất là đẹp luôn nha. Cái này cái chậu này đẹp mà nó rất cái cốt rất là dày nha. Này hàng nung củi. Bởi nó rất là nặng nề nha bà con. Thì hàng gốm sứ bà con mình lưu ý giùm em ở khi tới nơi ở tiến thần ra kiểm tra. Coi có nứt hay là bể gì không á mình hãy nhận nha. Nếu có thì bà con chụp hình gửi em để em xử lý nha bên bưu cục nha. Dạ. Thì cái này em giao lưu bà con giá 600, em bao ship toàn quốc nha. Chỉ 600 thôi. 600. Chậu bát giác ha. Bát giác đẹp. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 2F. 2F thì em có một cái bình hút lọc ở hàng này cũng khá cũ, men đã gạn lên rất là đẹp rồi nha. Dạ. Thì cái hàng này đắp nổi nha, chú tiểu chú một đồng ngồi trâu thổi sáo nha. Đó, bụi lưỡi tre anh ha. Đúng rồi, lưỡi tre. Cái chậu làm đẹp quá chú. Chiều cao này là 44 nha. Cái chất men gốm xưa cũ 17 là cái cổ ha, miệng nó là 7. Bình hút lọc thì cái miệng nó nhỏ xíu thôi ha. Bụng bình là 79 thì lưu ý giùm em. Cái dòng men này là dòng men của chu đậu ha, gốm chu đậu. Thì cái hàng đắp nổi đây. Rồi con mình xem hàng đắp nổi thì cái con đây như con trâu này đây. Cái dấu găng, găng này theo lò nha. Đây. Dạ. Nó thì phải có như vậy nha bà con. Đó, với một phần nè vuốt tay, bởi cái bình mình nó không có được mà 100% mà nó đều đặn hết nha. Lưu ý giùm em nha, nó không được 100%. Cái này nó hơi méo méo nhẹ nha bà con. Dạ, nó hơi eo eo nhẹ. Đúng ở đây rồi. Nè chú ha. Đó thì cái bình này em giao lưu bà con mình có giá là 1,5 triệu em bao ship toàn quốc nha, mã số 2F. Rồi, tích đồng quê. Dạ, mã số 3F đây. Này tầm sư học đạo nha bà con. Tầm sư học đạo anh ha. Đúng rồi. Đây. Rất là đẹp luôn. Rồi. Chiều cao đây là 49 nha. Miệng bình đây 12. Thì cổ bình đây 28. Bình đẹp này đẹp chút. Nha. 88 là bụng bình nha. Già. Già, rất là già đồ. Đây. Đây cái tùng này ha. Dược núi dược non ở tầm sư học đạo anh ha. Đó, dạ. Núi non ở phía sau đó chú. Dược đều dược núi để đây. Tầm sư. Rất là đẹp nha bà con. Thì cái bình này thì em giao lưu bà con mình giá 2,8 triệu em bao ship nha. Đây chôn đáy đây. 2,8 triệu. Cũng gốm chu đậu anh ha. Gốm chu đậu. Bữa nay em được hai cái bình nha. Dạ. Rồi được. Tiếp theo là cây mai chú thủy. Đây cây này rất là nhiều hỏi mua. Nhưng mình giao lưu rồi thì lên bảo là nhánh này nó bị chết mà em không biết chết cái gì. Dạ. Chỉ có mấy trăm ngàn thôi. Chiều cao cây. Chiều cao cây là 44 nha. Quýnh, cắt cái này quýnh bạc phong quá đẹp luôn. Tán ngang là 46. Rất là nhiều người hỏi mua luôn. Nhưng mà quen mình thân thích mình cũng giao luôn. Đâu tới có nơi thì bảo là nhánh này chết. Mẹ không thấy nó chết cái gì. Không thấy nó không nhận đó. 17 là hoành. Cái này em giao lưu bà con mình giá là 650 ngàn. Em bao ship bó bầu cho đi nha. 650 thôi. Em mới về hai bữa nay em mở ra em giao lưu lại cho mình đó. Bạc phong là hết sảy luôn. Đúng rồi. 650. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo một cây kim quýt. Cây kim quýt này thì được cái nó cực kỳ già cây đó. Dạ. Rất là già luôn. Cành cốt cành to chưa? Cành này mã số mấy đây? 5. Mã số 5. Mã số 5 nha. Đây nó rất là chiều cao. Chiều cao cây là 45. Tán ngang này là 55.
hoành vị trí này là 24 nha. Đế thì đây cũng khá khá ha, 42. Cái này thì anh em giao lưu bà con mình giá là 1.3 triệu, thêm bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn, ở giá khuyến mãi cho mình luôn nha. Cái này thì em bó bầu cho đi nha bà con, cây mà nuôi cốt già cạnh gì rất là lâu đời mới được nha, 1.3 triệu em bao ship toàn quốc. Rồi kim quýt này cũng là một cụm kim quýt luôn, hai thân số 6, mã số 6F, chiều cao là 55, tán ngang này là 54. Đó, cây này thì một cụm lên hai thân nha, về bà con mình có thể chỉnh sửa theo là cái form mình được nha. Hoành đây là 22, những cây này thì nuôi không dưới 20 năm nha bà con. Đó, đó thời dây trì tới giờ nha. Đó, cây kim quýt này em giao lưu cả nhà mình giá chỉ 500.000, em bó bầu cho đi, em bao ship toàn quốc nha, chỉ 500 mà. Thời dây trì tới giờ anh hả, chứ không phải thời dây nhôm sau này ha. Thời dây trì thôi. Hả, là sửa thân dây trì chút, có khi lấy móc quần áo sửa luôn nữa. Đây rồi, một cây chiếu thủy luôn. Ở nuôi gò công rất đẹp nha, cây này làm những cái tiểu cảnh rất đẹp nha bà con, dán bạc phong cũng được nha. Chiều cao cây, chiều cao cây là 58, đây cái tán dài vị trí này đi 44 đó, cốt cành rất là to, cây rất là già rồi. Đó, hoành tổng vị trí này là 34 nha. Đây này, những cái chi này đóng đơn giản mà rất là đẹp nha bà con. À, nó gao gao nhau hay chứ nó không có mà dày dặn nha. 26 gì chứ này hoành này ha. Ở thì cây này em giao lưu bà con mình giá 1 triệu, em bao ship bó bầu cho đi nha. 1 triệu thôi ha. 1 triệu. Đó, mã số 7F. Dạ. 8F. Đây, cây này thì khỏi chê luôn nha. Cây này quá đẹp luôn, cũng nuôi được con. Đặc biệt cái bệ đế nha. Chiều cao, chiều cao cây. Chiều cao cây vị trí này là 60. Bệ đế với nù rất là to. Cành gớt này. Đó là 56. Tán ngang gì? Tán ngang gì là 42. Dạ. Rồi em đo hoành luôn rồi, em đo 22 là hoành nha. Đây cái củ đặc thù trên đây là 72. Đế đây là khoảng 90. Thì cái này đựng cái đặc biệt cái dàn đế nha, cái cành gớt này nuôi rất là lâu rồi mới đựng gì nha. Dạ. Những cái cây mà thông cao mà cành gớt xuống đó, cành gớt nuôi rất là lâu mới định hình được cái cành gớt. Đó. Giữ đây giùm em cái anh Bình. Đó, cái bể đế này của chú. Bể đế nu dọc theo thân nè, cục này cũng lấy to không ha. Cái này thì em giao lúa bà con mình giá 2.500.000, em bó bầu cho đây nhé. Em bao ship toàn quốc luôn, 2.500.000. 2.500.000. Rồi. Rồi tiếp theo, mã số 9. Mã số 9 là một cây kim quýt nha. Cây kim quýt này thì cực kỳ già phơm mịn rồi, chiều cao cây. Chiều cao cây là 46, tán ngang này 58 nha. Dạ. Yeah. Cái này thành phẩm nha bà con. Đó, cái này nó lũa ha. Thì dòng kim quýt thì nó lũa cũng bình thường nha. Cái thịt của nó rất là cứng. Đó. Nó cứng rất là cứng luôn. Nó sành nó cứng. Đây. Hoành vị trí là 18 nha. Đó, đế thì em đo hào hẹo gì thôi. Khoảng 56. Thì cái này bà con mình về mình tạo lũa lại nha. Đó, chơi rất đẹp luôn. Cái này thì khoảng nửa tháng nữa lên vàng đọt non dưới lên trái nha bà con. Lên đọt sẽ lên hoa lên trái. Xương cành quá đẹp luôn quá chú ơi. Đây, vàng xương đây. Không có dây gì nó hết ha. Thì cây này em giao lúa bà con mình có giá là 2.3 triệu, em bao ship toàn quốc nha, 2.300.000. Em bó bầu cho đi nha, mã số 9F nha. Dạ rồi. Mã số 10F. 10F là một cây nuôi gò công. Cây này nuôi cốt cành to, cắt giật rất là to, phơm mịn ha. Cái này thì về tiếp tục mình nuôi thời gian đó nha bà con. Thì dòng này thì giá nó cũng phải chăng ha, không có cao. Cao gì á là 26, chiều dài tán này đó là 48 nha. À, đặc biệt cái bể đế dưới đây nó còn nha, hoành là 23, hoành đế đây là 42. Cái này đế nở đẹp ha, cốt to lớn ta cái em trơn rồi nha. Phơm tàn thì nó cũng đã đầy đặn, đóng cũng khá chuẩn luôn. Thì mã số 10F này giao lưu cả nhà mình có giá là 600, bao ship bó bầu cho đi nha, chỉ 600.000. 600. 11F là một cây trung nu. Cái trung nu này thì được cái nó già, cốt cành to giật ha, phơm tàn mịn luôn. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 38 nha. Chiều dài tán này, chiều dài tán này là 66. Cái cốt này lực anh ha. Đúng rồi, cốt cành lực của hoành là 24 nha. Bệ đế này cũng chơi được nha. Bệ đế này đẹp nha, bệ đế 62. Thì cây này nếu như mình chơi cho nó gọn gàng, phơm chi tay rồi lại cắt gọn gàng ha, chỉnh ít dây là cây rất đẹp luôn. Hai cái chậu đẹp lên nha. Mà cắt bít luôn. Thì bít luôn rồi. Mấy mặt cắt là bít hết. Trung nu mà nuôi được cái cốt cành nó là dài gì rất là lâu nha. Dòng trung nu nuôi rất là lâu. Đây, sườn như đây. Đó thì mã số 11 này em giao lưu bà con mình có giá là 1.6 triệu, em bao ship toàn quốc nha.
1.6 triệu thôi, cốt dạ. cành rất lực. Đây, tiếp theo mã 12 thì là một cây SAM 86 gin. Dòng SAM 86 gin này thì khi đi em đóng thùng lại nó kín đó, lá sẽ gực đỏ nè, nó rụng lá nha. Khi mình nhận cây xong thì mình có thể mình ngâm nước một vài giờ thì để ngoài nắng, xử lý trồng xong để ngoài nắng nó sẽ lên lá lên hoa nha bà con, nó rất là dễ chăm. Chiều cao của cây này là 39, tổng chiều dài tán này á là 56. Dạ. Hoành vị trí này là 25, cũ ở đây là 34. Thì cây SAM 86 này em giao lưu bà con mình giá 1.2 triệu, bao ship toàn quốc nha, 1.200.000. 1.2 triệu. Dạ. Cây SAM 86 già. Rồi tiếp theo ở thì cái cây này là cây chiếu thủy nu gọt công. Cây này bà con mình về nuôi tiếp cái phần này cho em ha. Khi mình trồng xuống mà chậu rồi đó thì cho nó rộng rãi thì cái dạng này nó lên đọt rất là nhanh luôn. Thì cái này định hình sẵn hết rồi. Chiều cao cây, chiều cao cây là 98. Dạ. Tán ngang này đó là 100. Ba cái mâm tay dưới thì nó dày lắm. Đúng dày rồi, ba mâm tay dưới dày to. Thì cái này nó lỗ tí xíu là giá thì rất là hữu nghị, hợp lý cho bà con mình chơi luôn. Đây, hoành này là 42. Hoành tổng ha. Dạ. 40 đi. Hoành đế đây là 86. Đây nè bà con, đây vị trí này nó lũa nha, về xử lý là giùm em thì nó cũng đang bo lại ha. 23. Thì cây này em giao lưu rồi, mình giá 1.2 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Cái gì anh, cây này 1.2 triệu thôi hả? 1.2 triệu thôi, bán giá khuyến mãi mà. Khuyến mãi luôn của chú, nhìn cái tay ở dưới nè, cốt tay dưới nè. To, cực kỳ luôn. Giờ mình là không thích mà chơi phơm tay cắt gọn gàng lại ha. Dạ, sửa dáng chơi mẫu tử đâu này nọ cũng hay á anh bà. Đúng rồi. 1.2 triệu thôi hả? 1.2 triệu, mã số 13. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là một cây SAM cực kỳ già. Ở này dây cũng hết rồi, em mới thảy vô dài công dây cho nó định cái hình cái form này đây thôi. Rất đẹp nha bà con. Dạ. Chiều cao cây, chiều cao cây là 40, chiều dài tán này là 59. Linh SAM song hình nha. Hoành vị trí này là 25. Hoành đế dưới đây. Đế đây này là khoảng 46 nha. Thì cái cây này em giao lưu bà con mã số 14F nha. Giá là 750.000, em bao ship toàn quốc, cực kỳ già cây nha. Rất là già. Chỉ 750.000 luôn. Đã lên dĩa sẵn rồi, gông thì nó đã lên gông luôn rồi nha. Mã số 14 nha bà con. Dạ, 14. Rất là già. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 15. Đây. 15 thì em cũng có một cây chiếu thủy nu gọt công luôn. Chiều cao cây, chiều cao của cây là từ mặt chậu lên đó là khoảng 74 rồi. Tán ngang này đó, nó 30 110 12. Cái này thì khá là duyên cây. Dạ. Cũng to, có đế rồi nha. Gom lấy vị trí này đi là 28 nha. Dạ. Cái cũ dưới đây là 38. Thì mấy cây cũ thôi, thân cây cũ thôi nha. Đây, mấy cái tay này cũng hết dây rồi anh ha. Đúng rồi, tay hết dây rồi, cái này muốn chơi cho nó gọn gàng đẹp có thể tỉa cái tay nhỏ gọn lại nha. Dạ, tỉa cái tay nhỏ gọn lại. Cành dòng này thì lên bông cái rất là mịn đẹp luôn. Thì lưu ý giùm cây này em không có ship chậu nha. Cây này thì em giao lưu bà con mình có giá là 2 triệu em bao ship, không bao chậu nha. Cái này tiền ship nặng nha. 2 triệu thôi quý chú ơi. 2 triệu em bao ship. Cây to lắm luôn. Mã số 15 nha. 15. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 thì em có một cây SAM song hình sắp đế. Cái này thì giao lưu cả nhà mình 400, cao 18, tán ngang này ở 36. Cây này mà 400 thôi anh Bình. Đúng rồi. Hoành là 20. Cái đế đẹp, tàn cũng đẹp. Tổng hoành đế này là 50. Dáng đa rất là đẹp luôn. Đúng rồi, form tán đa. Đế thì khỏi chê. Đa đây, thiên nhiên ha. Đế đều hết. Đế đều hết. Thì cây này về bà con mình có thể tiến hành ép chậu được rồi. Để ngoài nắng cho nắng cho giữ lên thì cái lá nó rút nhỏ lại lên bông nha. Đế mà mồi xuống hết luôn của chú ha. Đều đặn hết. Đế lực không à? 400.000. 400.000. Mã số 16 em. Dạ. Rồi. 17 em. 17 cũng đồng giá luôn. Thì em có một cặp. Thì báo giá sát cho mình nha bà con. Không có giảm được nha. Chiều cao. Chiều cao là 25. Tán ngang này là 36. Hoành vị trí này ở đây là 21 nha. Đế thì khỏi chê luôn. Đế cái cây này còn đẹp nữa rồi nữa.
nó không có ra nhiều nhưng mà nó gom lại khít lên ha. Đúng rồi, nó khít, nó gom đẹp nó hơn. Bài nó tròn hết trơn của chú ha. Này kia nó thì nó đều nhưng mà nó thưa, cái này thì nó khít. Rồi cái này thì em giao lưu cả nhà mình có giá là 400 luôn, ở mã số 17 nha. 400 rồi. Rồi tiếp theo gà ổi 18 nha bà con. Đây, gà ổi thích ở nè. Quá trời, hôm nay nó ra tược non mới của chú. Cái này thì đi thì bó bầu nữa nha, lưu ý giùm em. Dạ, à, ổi tàu đây. Cái này bán giá trên triệu rồi nè ha. Quý cô chú kiếm ổi tàu thì mấy cái này đây của chú. Đây. Cái to luôn. To, nuôi cốt cành như thế này nè, ổi tàu mà nuôi cốt cành to vậy nè. Chiều cao của cây là 124. Tán ngang này là 109. 1m24 hả cô chú, chiều cao. Đúng rồi. Cây này nó thoát thân nó là khoảng 44 nha. Nay quay kỹ lại cây này cho chú mình coi chú ơi. Cây này đẹp lắm luôn, thành phẩm 27 hoành nha. Đế thì nó vậy thôi, đế thì nó để chơi được, được thôi chứ không phải là xuất sắc. Đế đẹp. Nhưng mà được chơi cái được. Vàng cốt cành đẹp quá. Đây nè cô chú. Thân thì sạch sẽ ha, cốt cành nuôi lớn, lực không một bọng nha mà con. Chi à. Xương thì nó cũng đầy hết luôn. Cây này thì em giao lưu cả nhà mình có giá 1.800.000 không chậu. Cái gì anh, 1.800.000 thôi hả? 1.800.000 thôi, bữa nay là em bán giá cho nó đi mà. Cái này bao ship cái nữa anh Bình, cái thùng này to lắm anh Bình ơi. Bao ship luôn. Bao ship là cái đóng vô cái thùng khủng khiếp lắm cô chú. Cái này giá không giảm nha bà con. Em bán giá cho đi không giảm nha. Mấy cái tay này không? Đâu có bóp lại được anh Bình. Không, cái này là để cái gì là đi luôn rồi đó. Đóng vô thùng là to, rất là to đó. Giá này mà không chơi nữa thôi quý cô chú ơi. Mã số 18E nha. Một cây F18F. Ổi tàu. Dòng này mở lên trái ha. Bà con mình trồng vô chậu đầy đủ phân thuốc lên trái. Cái nhìn là mê luôn. Ổi tàu siêu trái dài. Còn cái nào kèm cái này ha? 1.800.000. Dạ rồi. 19. Kim quýt đi. 19. Cây seri ha. Cây seri với cây kim quýt đi. Đó. Seri, okay. Một cây kim quýt, một cây seri. Hai cây dáng nó giống giống nhau. Dạ. Chiều cái... cao cây sơ ghi này cái vô chậu đẹp mà 25, tán ngang này là khoảng 35. Đó, kem quýt này chiều cao đây 25 luôn. Hoành ở đây là 11 nha. Dạ. Chiều dài tán này là khoảng 35. Đó, là để em lo cái hoành cái này luôn. Báo luôn cặp này 600.000 nha. 24 nha. Dạ rồi. Cặp này 600.000, em bao ship toàn quốc mã số 19 nha. Quá dễ chơi luôn, 600k. Dạ. Đây. Rồi, mã số 20, cây này thì cho luôn cả nhà mình giá là 450.000. À, một cây sam cực kỳ già luôn. Chiều cao cây. Chiều cao cây đó là 51. Tán ngang này là 48. Dạ. Hoành vị trí này là 19 nha. Đây, thì cây này mã số 20F. Một cây linh thanh thông minh, em giao lưu cả nhà mình có giá 450.000, em bao ship toàn quốc nha. Rất già quá chú. Cái này về cách già luôn. Thôi, theo này thôi ha. Dây thì xả ra hết cho mình. Dây à. À, mã số 20F nha. Dạ rồi. 21. 21F. 21F thì có một cây sam trái, cho nên em giao lưu cả nhà mình giá 400 nha. Sam trái. Rất là sung cây luôn. Chỉ 400 thôi nè. Đúng rồi. Chiều cao cây là 27, chiều dài tán này là 46. Hoành vị trí này là 13. Thì giá 400.000. À, em giao lưu với bao ship cho cả nhà mình luôn. À, phần tàn ấp mạnh này, dạng xương dưới đây. Đẹp ha, dài, xù xù lên luôn. Dạ, xù luôn. Xù luôn, xù lại gai luôn. Dạ. 400.000 em bao ship toàn quốc ha. Mã số 21 nha. Dạ rồi. Rồi, tiếp theo mã số 22. Mã số 22 thì em có cây nguyệt quế nha mọi người. À, nguyệt quế lá chung bông chùm. Cây này thì mình nuôi thời gian lá gút nhỏ lại nha. Chiều cao cây. Chiều cao cây đây là khoảng 66. Tán ngang này. Ngang là 80. Cái này rất đẹp. Cây nguyệt này cũng hết dây nha quý chú. Phơm mịn rất là đẹp luôn. Hoành vị trí này ở đây là 30. Cái nguyệt này thì em giao lưu bà con mình có giá là 1.500.000, em bao ship toàn quốc nha. Rễ nó bò hết rồi đó ha. Đúng rồi. Rễ cám như thế này trồng mới phơi nè quý chú. Không có sợ. Cái này thì nó thuần chậu rồi. Thuần ha. Đúng rồi, thuần chậu rất là lâu rồi. Vàng rễ cám này mọi ra giá khá là nhiều rồi. Đó thì giá chỉ 1.500.000, em bao ship toàn quốc mã số 22F nha. Cây này thì cũng cuối clip nha bà con. Nuôi cái cốt cành quá trời luôn, cái to to rất là to luôn, mặt nó ngã liền luôn rồi. Một triệu mấy anh? Một triệu rưỡi. Triệu rưỡi thôi ha. Dạ.
Thì clip Thanh Bình cũng xin chào, chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ của bà con xem kênh thứ hai, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ rồi, em chào anh Bình ha, con cũng kính chào ông chú, rất mong quý chú xem em mến ủng hộ cho. Con xin hẹn gặp lại những clip tiếp theo.